Chào các bạn tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nổi bật trước 24 giờ qua ngày 6 tháng 3. Bắt giám đốc công ty đa cấp lừa đảo hơn 100 tỷ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thế Anh, sinh 1979, giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo, có trụ sở tại Hà Nội, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ban đầu được xác định hơn 100 tỷ. Theo điều tra ban đầu cho biết, Nguyễn Thế Anh đã thiết lập một hệ thống đầu mối đa cấp rất nhiều nơi. Chiêu trò chủ yếu của Phúc Gia Bảo là huy động vốn, trả tiền lãi cao với các ưu đãi cao hàng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người khác để hưởng hoa hồng và lãi suất cao. Hà Tĩnh, sau lễ đính hôn bất thành, thiếu nữ 16 tuổi tử vong. Ngày 4 tháng 3, công an xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết đã tìm thấy thi thể của cháu Tê, 16 tuổi, trú tại Kỳ Tân, sau một tuần mất liên lạc với gia đình. Trước đó, bạn trai của bé Tê đã hứa ngày 22 tháng 2, gia đình nhà trai sẽ đem lễ đính hôn sang nhà gái. Tuy nhiên, khi đến ngày đã hứa, em Tê cùng với gia đình không thấy nhà trai đến làm lễ đính hôn. Ngày 25 tháng 2, em Tê rời khỏi nhà, kể từ đó em Tê mất liên lạc với gia đình. Mọi người tổ chức tìm kiếm nhưng mà không thấy. Camera ghi hình 4 thanh niên trộm thùng bia ở Sầm Sơn. Ngày 3 tháng 3, chị Phan Thị Tâm, 38 tuổi, ở xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, đang ngồi xem TV ở trong nhà cùng với chồng và các con. Chị kể vào lúc 12:15, có nhìn thấy một thanh niên khoảng 27 tuổi, chiều cao từ 1m7 trở lên, mặc áo trắng, đi dép đen, vào tiệm tạp hóa mua đồ. Vừa dứt lời hỏi khách cần mua gì, chị Tâm phát hiện hai người này ôm hai thùng bia để ở cửa cuốn, rồi chạy nhanh lên xe máy, có những thanh niên ở ngoài chờ sẵn. Chủ quán hô hoán, nhưng gã trai đã kịp gồ ga phóng đi mất. Chân dài bán dâm bạc triệu tại tiệm hớt tóc. Khoảng 13:30 ngày 3/3, tổ trinh sát của hình sự công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ ập vào kiểm tra tiệm hớt tóc cho em trên đường Lê Phong, phường 10, quận 1. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng vội vàng tìm cách báo động, khống chế. Qua kiểm tra, công an đã bắt được hai đôi nam nữ đang bán dâm tại hai căn phòng trên tầng 1. Tại tầng trệt lúc này, có nhiều thiếu nữ tiếp viên đang ăn mặc gợi cảm, ngồi phục vụ khách. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.